quê mình ở đâu mà mình đây chợ ở đây. Chị nói lớn ra lớn đậy thì người ta không nghe. Con đi về bị xe tâm hay sao con? Dạ không, con làm. Có đó là con bị lạc nghiện. Cái con không biết xong nó mình nắm cái lưỡi của màu trắng. Cái con gái bác sĩ nói là em bị nắm lưỡi, bác sĩ mới đưa con hai cái gói thuốc để chơi cái lưỡi. Thì con chơi xong thì qua ngày hôm sau sáng hôm sau nó hết. Thì con không biết là nó ăn lên tới não. Rồi con bị viêm màng não, rồi con bị gì nữa bị thận, con bị huyết, thiếu máu não, huyết nhiễm trùng máu. Thận là nó bị gì á? Thận là bị gì mà nó nấm não xong lên tới não xong rồi nó bị thận nó hai bên. Mà tự nhiên thấy lạc miệng thôi hả con? Rồi dạ, rồi con lạc mệt miệng, quá, con trắng. Mới đầu là con mới đầu là cái tuần đầu tiên là con lạc miệng, cái tuần thứ hai là con ngủ không được. Ví dụ con khuya mà con làm tới 10 giờ xong á thì con lên con ngủ khoảng tới 12 giờ. Từ 12 giờ cái con nhức đầu tới sáng luôn, con sốt tới sáng luôn, tới 6 giờ sáng con mới ngủ được, cái 8 giờ con về làm tiếp đó. Rồi xong cái con làm mà con chịu hết nào đó thì tới tháng rồi là ngày 16 tay con ý con nói cô chủ ơi, cô về con làm hết nổi, cô vô con xin về. Con về đây là từ ngày 16 tới ngày 19 là con không biết gì luôn. Con ngồi con té con gượng ha. Dạ con ngồi con té ha, rồi con nhiều lúc con tiểu ha, là con không biết luôn, coi như là con không biết gì hết trơn á. Rồi mình đi trị ở thành phố, mà trị đây ở thành phố, ở đây không có thuốc trị. Năm rồi lên trả là bác sĩ nói trị cái này sẽ ổn không? Thì nó là lâu lắm. Ừ. Thì cũng lâu rồi, tại vì nằm chẳng ba mấy triệu, bữa 2 triệu, 3 triệu không? Vậy chứ sao? Bảo hiểm hả? Bảo hiểm mốt phải cố gắng mua cái bảo hiểm. Bảo hiểm lên rồi, gọi cái mua bảo hiểm lên trở này có mấy bữa rồi. Thấy bác sĩ nói là Yến Phong không có tiền nữa, thôi xin xuất viện gì à. Thì bác sĩ nói về chùm ba rồi nó chết. Mà hên à, nó chảnh như vô thuốc dồn dập quá đi rồi, cái nó nằm thấy không ăn không có gì hết trơn, mắt còn không thấy đường luôn. Nhưng mà về là mấy bữa nay lại đã về đây nó mới tự nhiên nó khỏe rồi, nó nói chuyện được, cái đỉnh là nằm như là không nói chuyện được luôn, không đi được, không nằm. Rồi bây giờ con tự ngồi dậy được không? Dạ ngồi dậy thì mẹ đỡ. À, nhưng mà cái chân thì chưa đi được, cái chân con nhỏ đó con. Nó có 6 mấy tiếng, bây giờ nó 4 mấy tiếng. Nay là mới mua bảo hiểm rồi đó, nhưng mà 1 tháng nữa mới xài được. Chị cũng mua cho chị luôn đi, chứ để rồi mình cứ như mình dày bao. Có nó là tại vì muốn nghỉ đi làm, tại, đâu có bệnh. Tại vì thấy con khỏe quá, con khỏe cũng là phục vụ con chạy 4-5 tầng lầu á. Chứ con làm ở đâu? Dạ con làm ở Sài Gòn. Cái lúc đó là con làm con nó có chút xí, con biết nó là con mẹ đi mổ đi. Tại mẹ con bị chân nó, rồi thấy con đi mổ vợ hoặc là chưa kịp mổ vợ, cái nó bệnh. Hết tiền rồi phải không? Hết tiền đi ăn lâu rồi phải không? Thôi thì cái số mình vậy, ráng về cha, ráng niệm Phật rồi xin hết bệnh trở lại rồi đi làm phụ nuôi mẹ. Nếu mình còn sống là được à, không có được. Chết chỉ có mình nói hay là được mấy đứa? Hai đứa. Con biết chữ không? Thôi vậy cũng được đi. Thì hồi xưa đi học cũng khó mà con, hồi xưa đi học
nó xin nó để con tuổi này xin vô học không cho con mấy con nó mai nè bữa cái tới năm nay nó hai mấy rồi giờ có con cũng có cháu nội rồi hả chị mấy đứa cháu rồi mấy ba tuổi nó còn nhỏ quá nên ba mẹ nó phải làm lo nó chứ sao vậy thôi em gửi 500 này là của nhà em với của một cái con nhà em là Nguyễn Kim Khai Thi nó gửi 300.000 trong đây nha rồi trong đây tất cả là 500.000 em gửi chúc tỉnh để chị phụ chị lo cho cháu ha. Rồi bây giờ đọc cái số điện thoại của chị lại đi nhớ không, không có nhớ. Rồi về để hồi tôi đăng bài tôi gáp lên được. Rồi thôi cũng cảm ơn em Quyên đã đến để thăm bé Tú, tiếp sức thêm cho bé Tú có thêm kinh phí để uống thuốc. Cảm ơn em nhiều. Rồi cảm ơn nhà hảo tâm đi con. Dạ con cảm ơn cô với lại các nhà hảo tâm đã đến đây tiếp sức có kinh phí cho con để có tiền mua thuốc uống. Rồi đây Linh nhắc lại một lần nữa là địa chỉ của em Tú là mình tính từ ở quốc lộ đầu đường của quốc lộ 50 ngay chỗ chùa Thanh Quang, chỗ chùa Thanh Quang quẹo vô thì quẹo vô phía tay phải cái đầu đường á, để quẹo vô nhà trọ của em Tú á, cái có cây mít, có cây mít ha, rồi quẹo vô là cái phòng trọ của em Tú á, sau lưng của một căn nhà đầu tiên. Cái đạo đường vô nhà em Tú á, là trước, rồi tới chút xíu nữa thì mới là sửa xe Minh Tâm. Linh nói để quý vị biết đường để tới thăm em Tú. Rồi thôi Linh bye bye, chúc cả nhà luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Cảm ơn em Quyên rất là nhiều đã luôn đồng hành. Rồi về nha Tú, về nha mẹ Tú. Rồi đây Quyên. Rồi thôi Linh bye bye.